vượt qua Nhật, Việt Nam đứng đầu điểm đến yêu thích nhất của khách Hàn Quốc. Kết quả phân tích dữ liệu đặt chỗ du lịch trong quý 3 năm nay. Việt Nam đứng đầu trong số các điểm đến du lịch nước ngoài ưa thích của người Hàn Quốc, vượt qua cả Nhật Bản. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tập đoàn Kyowon Tour Travel Easy vừa công bố xu hướng du lịch nước ngoài quý tháng 3 năm 2024 và các điểm đến du lịch phổ biến. Việt Nam đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nơi người Hàn Quốc yêu thích nhất. Cụ thể, xu hướng du lịch nước ngoài trong quý 3 bao gồm kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ lễ Chuseok, nghỉ lễ Trung Thu, Việt Nam đã trở thành điểm đến mà du khách Hàn Quốc ở mọi lứa tuổi ưa thích. Từ đó đẩy nhu cầu đặt chỗ tăng cao. Quý tháng 3 năm 2024 cũng là quý đầu tiên Việt Nam vượt lên trên Nhật Bản với tỷ lệ đặt chỗ 13.7%, cao hơn so với 13.2% của Nhật Bản, tiếp đến là Trung Quốc 11.7%, Thái Lan xếp thứ tư 9.0% và Mông Cổ 7.1% xếp thứ 5. Khách hàng khám phá cầu vàng trên đỉnh Bà Nà do ảnh hưởng của lạm phát cao. Ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn các điểm du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ lễ hoặc đi nghỉ sớm để tránh mùa cao điểm, nhằm giảm gánh nặng chi phí. Trong mùa cao điểm, từ ngày 26 tháng 7, 4.8, các điểm đến du lịch đường ngắn nằm top đầu trong bảng xếp hạng. Việt Nam đứng đầu 18.2%, tiếp theo là Nhật Bản 13.0%, Trung Quốc 12.6%, Thái Lan 8.9% và Philippines 7.6%. Nhu cầu du lịch Việt Nam thậm chí còn tăng rõ rệt hơn trong kỳ nghỉ lễ. Báo cáo từ Kyowon Tour Travel Easy cũng dự đoán trong dịp nghỉ lễ Chuseok năm nay, từ 14.22.9, nhu cầu đi du lịch nước ngoài sẽ lớn hơn bao giờ hết khi người dân có thể được nghỉ tới 9 ngày bằng cách gộp 2 ngày nghỉ phép năm. Khi mùa thu đến gần, nhu cầu đến Đông Nam Á giảm, riêng Việt Nam tăng 14.7%, trong khi nhu cầu đến Nhật Bản 17.0%, Trung Quốc 14.7% và châu Âu lại tăng mạnh. Đại diện của Travel Easy cho biết, sự ưa chuộng đối với điểm đến Trung Quốc cùng với Nhật Bản và Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao. Có rất nhiều lý do khách Hàn Quốc yêu thích và lựa chọn Việt Nam. Các điểm đến quen thuộc được khách hàng xem là thiên đường nghỉ dưỡng như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, có 2,3 triệu khách Hàn Quốc đến Việt Nam, dẫn đầu lượng khách quốc tế của nước ta